Xin chào các bác, em mới về tiếp được chiếc máy hút lửa, cái dòng Whirlpool. Cái hãng này thì năm ngoái năm kia em bán rất là nhiều nhé, cực lành bền, hút khỏe, giá thành thì rất là dễ chịu, vừa phải. Đây là cái hãng thương hiệu của Mỹ, thương hiệu của Mỹ các bác nhé, Whirlpool này. Đấy, thương hiệu Mỹ luôn, cực kỳ nổi tiếng. Đấy, thương hiệu mạnh bên thị trường mà giá thành nó khá là hợp lý so với các cái dòng nội địa. Bọn này thì nó sử dụng điện 220V luôn các bác, công nghệ nano này, khử khuẩn luôn. Đây, chạy khỏe nhá. Bình nước còn này khá là to luôn, bình nước rất là to. Đây, tem mát ở đây các bạn này, hút 20 lít một ngày luôn nhé. 20 lít một ngày luôn, khỏe luôn. Điện 220V này các bạn. Nếu mà hút ở độ ẩm 80 độ C, 370W sẽ được hút 20 lít một ngày. Con này nặng 10,7 kg, dàn biết tất cả mọi thứ, máy đẹp, có báo khu vực, báo độ ẩm. Đây, có 3 chế độ cho nhé, hút ẩm, sấy quần áo. Đây, mà cái này thì chả biết nó dịch ra nó gọi là cái gì, đạp đánh vẫy. Các chế độ hút yếu, auto hút mạnh. Đấy, hẹn giờ đến 12 tiếng luôn. Quay sách. Máy con này rất là đẹp, con này vỏ nguyên bản nhá. Chất vỏ nguyên tem mác nguyên zin này. Đấy, năm sản xuất của nó, con này năm 2011 các bạn này. Hút ẩm như này là đời cực cao luôn nhá. Đấy. Nhưng mà thực ra hút ẩm thì mọi người thích đời càng thấp thì xưa, càng xưa làm càng cẩn thận. Đây, chất quá đẹp, mỏng lắm các bạn, gọn nhá. Đấy, chưa được một găng tay, quá mỏng luôn. Thiết kế rất là gọn, chỉ được tầm 10 mấy phân, 15 phân. Mẫu mã đẹp, gọn, nhẹ, giá thành hợp lý. Cái chiếc này em bán là 2,9 triệu nhé, bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển. Điện 220 đấy, các bác có nhu cầu được các bác ủng hộ nhé. Ngon bổ rẻ, lành bền. Chào các bác.